Bà, ok, số so đây bà tầm một cái đấy, bà đôi chị tư khơi nhạc côn mà ông bà em chờ đúng với cái dương cả vì nâng đôi chị bà toàn chờ đúng đôi dương dư tịnh về chân chia sẻ thì con chăm mật phe dương và chia pi bay để tí tiết và tập mó dương chập vào tại một đó. Ok. Ok, chứ bà môn nâng bà to bà mê riêng dương tiết bà khiêm lực ở vầy để dương bà riêng tách để xa rung chăm cái này dương châu rùm đá là những thông hành bình đẽ bà ok, thì còn mà hóa bà cái này dương bà đẹp ok, tỏ bà ngày muốn dương bà sật xa bì bà directly connected root bà pẹp bọn tận nâng mà flow từ cam đại vương để top shop đại to lớn chưa kiểm dây rụng lực lại nâng vinh tích và môn đường châu đo và cho mấy thấy đại dương và to sầm lập cái đấy mà chứng flow từ cam đại vương để top shop đại to lớn như router score và NP là đấy và router score NP là dương config interface để mua bỏ router đúng và đặt IP và trập tráo hơi bằng port hơi từng bài cả mà thì chẳng phải nâng router thì mỗi nâng score mà network để top shop chỉ mỗi vì đợi cái hơi chạy xa đây tới nó lơ bằng đá nhá vì ai miên là network top shop đợi cái và network top shop đợi cái đang tầm miên này và hơi vì ai miên là remote network nhá vì ai miên remote network chẳng network để top shop đợi cái cứ score tạm dạ và vì để dự riêng trong và đã IP ở interface để mua để top shop router bạn tập tráo hay ba vi ở trong này cả ok chiếc router được score network để top shop để toàn hơi remote network và chụp remote network vẫn cứ bị score tam giác và routing protocol và main static hai nâng đại là mình ok chiếc sản phẩm ngày nay cứ dùng và cho đó là và static root và để dùng prá đồng bay ở router score flow từ cam remote network nè ok chân này đọc đi mơ là dương châu đào chụp nó giờ statically learn root và statically learn root nít miền này tha router bỏ dương riêng và network để nơi ngay và network này router mùi xe tiết và tam dạ một chú bài mùi cái ao chú tha statically hay statically nó giống mình nhé static nó giống mình và cứ network administrator mà dương được học liền mà chỉ nè cầm nắp đòi toàn đáy nơi lơ router mà thật ta vì router từ cam remote network nữa tranh tạm nà mà tranh tạm nà ok chứ ca cầm nắp đòi toàn đáy nữa cái hào tha static và root mà chứ nè đọc liền mà mớ static root nè ok chứ static root đấy chứ mà một số bài mới để dùng para đồng bay cầm vào cloud vì router là mới từ cắm remote network mà network là nơi ngay vì cứ network này router mới sử dụng tiền bản chất static và dùng miền pỉ nhé miền ở static root hay nâng default root và static nó dùng miền static root hay nâng default root chứng để đó khi tôi chạm vào đồng tha ta sẽ tha được phía bạc na và cua para static root ấy sẽ tham được phép bài ná cô pra default root và tên static root tên default root đó cứ network administrator dương từ ngọc đến rồi chiến đấy cầm nắp đòi phát toán đầy và vì router từ cam remote network và vì router từ cam network để nó sẽ ngại được chẳng có ở trong phần dạ rộng khi dương tha ta sẽ tham được phép ná mà cô pra static root hay sẽ thay đổi phép đá của pra default root chẳng để đọc mà mơ scenario để kê bằng hai tha không sẽ thay đổi phép đá của pra và default root không sẽ thay đổi phép đá của pra static root và static and default root scenario ok chẳng để đọc niềm mà sầm lăng mơ lỡ diagram và dương nít bản chẳng được không diagram ấy dương miên ca top shop rồi viên router 1 hay router 2
bà hai cái nó liên network để to shop để to hai nâng remote network bà network để to shop để to bỏ rau từ vốn nên ông liên khơi miền nữa mà rồi cà pi mà rồi học bấy rồi đọc rồi số to shop để to chỉ mua nâng bà ô bọn rau tới tam chi cái bit số là số network mà rồi cà pi mà rồi học bấy rồi đọc mua rồi số to shop để to chỉ mua nâng ô bọn rau tới tam chi cái bit số là muối hai nâng network pi rồi muốn chơi mà đòi học pram chơi pi rồi mà phải muốn mà top shop đấy to chỉ mua đường over vào tới tám sở riêng số và số và số bà hôm nay remote network bỏ router vào mình miền internet và miền ở network đọc chơi mua chỉ số hai đường network đọc chơi mua chơi pi chỉ số nhưng router vào score network để top shop đấy to bà tam giác dương đặt IP interface thì mới hay bà port hay score remote network nè bà remote network nè khang làm tới tí nè dương ai ai bị score tam static bà rứa có tam x bà default root chân dương mơ cua tại pra static rứa có pra default tỏ lớn này đọc đi mà am mà xây nên tích đầm bệnh đăng thà khăn ông sẽ thà là phim nâng à o vốn cua tại pra static rứa default ok bản chân để tôi nghe an vi máu an message được máu là bây giờ tự vô rước và all to serve as make hub for all network bản chân router all to này mà cứ chia ra và ta bằng top và xong rap group remote network từ off hang bỏ router one và bên đây tha vì router one mà đau remote network từ off và trâu bị chun mà router ấy đào tạo thu nông sản phẩm hiệp định đấy ok bà luôn miên trang internet nè network chạy network đọc chạy mui chạy sơn đọc chạy mui chạy pi chạy sơn phải được internet đó cứ bà chia remote bỏ bà network bằng router over hay pi router over mà đào remote network over thì nó cứ trâu tại mà đó bà router over thu trên router over thu chỉ router bằng top bà và router vốn trâu bị chun mà cái chọc tuần này từ router thu bị chun và to từ đó lấy remote network bỏ router vốn đấy được kì bản chân network ở tuần này đấy data not directly connected to or what chân internet network đọc chạy mùi chạy xôn đọc chạy mùi chạy pi chạy xôn và ở top shop router vốn là toilet mà ở top shop rao từ vòn được toa lên ok therefore all one should have default root configure pointing to or to chân à all one cua tải nè all one cua tải mà riêng trong default root mà shop từ cam đang tờ tp mà sân ọt riêng trong default root shop mà cam đang tờ tp thế số thang computer PC 1, PC 2, anh mở internet bán đấy, ở thì anh chạy tới một PC 3 bán đấy, ở thì anh chạy tới một PC 4 bán đấy, ở thì chân số thang là tiếp đi, all one cua tay riêng trong default root, bà chân default root này dương pra tại mui command, bà command flow thang thì all one mà cam remote network thì khang router thu ấy, bà nhưng mà mình khang internet này anh nên rob roi rob pon rob mơn network nhé và to mà bộ time network pi đi tiệt nhưng chẳng cứ network tra mình tệ nhưng chẳng những ai cầm nó tại mua cầm má này pi router vốn mà cam network nó tra mình khang router thu này ai chạy tam exit interface serial số ta số ta số rứa cầm nó tam ip bảo router bắt đầu cứ ip này và pi rồi muốn chơi mà rồi học pram chơi pi đó chơi pi rồi mà phải vào mùi chẳng tại mua cầm má nữa cứ router vốn score flow từ căn remote network từ off hang router thu bà tại mỗi command này dân pra default root này chân khi trong cái đoạn đó đi chạp ở đồng tịch tham là phía bạc đá pra default root chân cái đồng cạm này bị router là mùi đấy từ căn group remote network từ off bà bị router là mùi từ căn group remote network từ off đó chẳng đấy bà thì họ kháng này internet miền rộp rồi rộp rộp mượn bà hai dân sau được đào tập vốn này tập căn group remote network tập đại miền bà chấm luôn chờ nữa chính tam tai một chỗ
mà chênh tam tay một chỗ cứ tam ấy sở riêng xôn và xôn và xôn này mà ok chắc sẽ tham là phép nâng này đó nếu pra default root cứ xong sổ bẩm phật bà pra default root cứ xong sổ bẩm phật bên đây thay dương chùm nay tại mùi khẩm bán bà chùm nay tại mùi khẩm bán mà bà tốt mà chú mà lái nữa bà cứ rau tờ vô mà dương cứ scroll flow tờ căn group remote này vương tờ để xa group remote này vương tờ nó cứ chênh tay mà chó nữa mà đài bà chú tờ rau tờ bà tốt nó cứ rau tờ thù ok chân sự thay là phía bạp nó cứ xong sổ bẩm phật default root cho bà nè bà nè pra start tình root bán ấy prostatic root có ba mấy tay việc check chi pe vì việc kha pe vì lý trả đầu tiên họ tha mở internet đó một pay network này đó khi tôi bật cái static root đó một pay đòn chẳng mà kháng đi mùi này vượt tiếp bật cái mà đòn tiền máu kháng đi mùi này vượt tiếp bật cái mà đòn tiền máu chứ ca cầm mắt static root đó cứ tràn đòn về tay mà bay từ cam remote network đó tràn này ok hai bà sau đó tràn đòn hai default root vừa tạm một đòn mà còn bán này thì chắc này đó khi tôi bị cha ma mở ta mùi na và xa chiến chân default root cứ profile chip tại sao tại mùi bật top tại mùi command cứ small nâng static root rồi command chân vì mình lo chiếc mùi nè mà lươn chiếc vì chúng mình space nông ca phát tục chiếc nè ok bằng tay này đó nên mà mơ sẽ tham thiết router TP mình chân router TP remote network cứ miên tại P network cứ khang router tìm mùi hay nâng bà ok à chia sẻ cứ khang rằng thời tiền mùi cứ đại vương mà đòi cao phí mà đòi học bay chạy đọc chạy sớm hai đường đại vương mà đòi cao phí mà đòi học bay chạy đọc mùi chạy sớm bà chân không sự tham tiếp nít dương khơi tha pì đau tờ tí pì mà cam remote đại vương từng pì nữa bà dương ai pra start tự nhiên rút bạc bà dương pra start tự nhiên rút bạc để sao dương pra tờ pì khẩm bán với score remote đại vương tên ấy tên pì chứ mà prao default ba này prao default rất tay và xa tiền mà default ta mua command score đi tăng phí đấy và đặc trong đích khoa trong bài chạy nhận ốc nia bị ấy static hai nâng default đấy bị static hai nâng default bản chất mà sân này bị đau tê na mua tập can bị một network nâng miên tài mùi network rưu có pi network nên ốc nia ai prao static của bạn này hay mà lo default rất tay và xa bà con tay và sân phí đau tên là mùi tự cam thì một này với nước miền rộp rồi rộp con nước có trang mình tên thứ nè đừng có nghe pra default cứ lọ bằng phật mình cua pra start tới đấy tại sao vì khát bê lấy khát bê với liên đồng ca riêng chom của đôi chỉ khát space bỏ rau tớ đồng ca store đồng này bà store bỏ đồng miền và trang đồng này đấy ok bản chân nè đừng có nghe mà chạm ở đâm và thám đồng bây ở dương bà rất là chứ ba bì bà tệ tờ được starting root nhưng mà after directly connected interface are configured and added to the routing table then starting or dynamic routing can be configured chẳng bật tốt bây ấy bật tốt bây interface để tốt cho bật tốt là trong ban kê config bà rồi rồi trong trang hay trong ban mình cho được routing table bà bật tốt bật tiền bà static đi cả đài nó mới những trang ban kê config đầm bay ở router score remote này từ trước mà tôi họ tha p để nó đi config chi cái biến số là số chi cái biến số là mũi sở riêng số là số là số để router ở vòng trăm trâu rồi rồi hãy bay này vương để top show để toàn những trang ban bắt chu từ con ấy routing table bò mà ở vòng router bắt đầu sử dụng số tha ở vòng score play một căn internet score play một căn network đọc chỉnh mũi chỉnh mũi chỉnh số score plot một cam network đọc trên mưa trên pin trên sơn nếu an toàn score lệ chứ mà an toàn score thì mình nè tôi có cái ai cầm nó ở vì score tạm vậy static rư còn dynamic routing nhé ok bạn chẳng hãy bạn thả np là dương riêng trong đã IP ở interface top shop để tôi rủi ro là hỡi trở tại pra bà chụp hiên bằng top nó cứ trở pra static rư còn dynamic đầm bay ơi router ai score plot tôi cam thì một đại phương static root are manually configured and defined and explicit pass between two network devices. Chẳng static root nó cứ trong ban nhưng riêng trong đòi phụ tòa đáy đấy. Hai đường cộng đoàn plow chạy lẹ nà mùi. Rồi viên ông có bản đáy nhận pi. Bà ở tí hoa ông có bản đáy rao tờ tí mùi rao tờ tí pi nè. Chẳng ở tí hoa nhưng pra static root nó lơ router tí pí nè nhưng ta cũng mất một căn thì một này với hàng router tí mũi để cứ này bước nè
rồi cao pi rồi hồng bay chạy đọc chạy sồn chỉ môi đường sạm để mà sạm phải bốn này chứ nhớ có mắt pi rau ta thì pi đẹp tỏ mẹ vương ai mi đẹp vừa đẹp tỏ đấy tha mà cam mẹ vương này pi rau ta thì pi này tôi tranh tám à ai tranh tám interface này rứ có phải chun một can ip bỏ rau ta một tỏ ip này interface serial sồn ta sồn ta sồn và đây rau ta bọn này chứ rồi viên ở bên đây những pi đứng tay cầm mắt plow chạy lẹ đôi cái này nhưng sao lừa router vốn tôi cũng mặt lo chuyện lẹ một căn thì một network hàng router ấy hàng router thủ hai nữa là cái nè cầm mặt cứ network ai mới sẽ tệ cầm mặt lại tỏ đại nhé ok bà tại đó đi chào bà đón một tỏ tiếp in network topology chain static root must manual mà must manually be configured chân của sân bà miên ca cái prior topology static root bà trơ tay bà riêng trong lần vinh đẹp tỏ đại và ở thì họ tha không đại cả những nhân ban config static root trăm trâu hơi hay testing nó computer để ngon nước ai tổng mẹ tổng mẹ kia ban hơi bà con là cõi máu bà business đi chùm rau đầy chân máu hàng ô vốn cái bậc ca mà mai vương tiền mà cái bậc ca mà mai vương tiền xong nữa số tha ta rau ta thứ score flow một căn mai vương thông bay đứng tiếp để tên bậc ca đứng tiếp up score này chân thương mất ơi bị score cứ trâu ấy reconfigure được toàn đại mà nên đó không biết tôi start tới mũi tiếp màu vì đâu tôi thu một cam bài vực thông máy nữa mà trên tam mà interface này có IP bỏ router một tổ mà này interface này bỏ router vọt đấy ok mà hơi nên đó không biết chạm vào mũi tiếp cứ mà phong phải giói để cam bà bà start tới root mà ta có bị biết phong phải giói ấy mà tìm mũi cứ ấy bia thơ ai và xa lãng nó bằng hà sử dụng tập improve security mà ta thơ ai và xa lãng nó bằng hà sử dụng tập hiệp chứ mình mà mình đây thà router bỏ mẹ đó tây ở ai score network bỏ dương bán này và xong bỏ dương config ấy start thì dùng hết ấy bỏ ai score bởi xa router bỏ dương ấp miên update bỏ đồ miên bình network bỏ viết ở ai router nam mùi xế nhỉ ấp miên update để bị copy đài nó mình đấy đại nó mới ở tại dương ban enable vì hai vì pra đại nó mới routing protocol nó update for the main chain vì biết đó tại ơi bà neighbor xếp xế bà ơi opaco chất khám xếp xế chứ mà sau là update tới trong opaco hacker ấy trong opaco chân khâu khôi ấy cái ai score for the main pin network này opaco này bằng đại mà chứ cái ai vai bà ok chân vì auto sử dụng tiền ta static ở đây cứ sử dụng tiền tại sao router để mua admin update network bỏ viết ở ơi opaco chết kháng này và tệ tầng cả score flow tầng cả opaco chết kháng và score flow tầng cả bị mua network cứ dương chỉ đã cầm lo đại toa lấy toa đại vì admin cả update này nè chân vì sử dụng tiền và mua tiền viết pra thì số nó ngọt tịch tuổi và tệ tầng đường RAM tệ tầng đường CPU ấy đó mà hết ấy ban là vì pra thì số ngọt tầng ngọt tịch tuổi bà đời xa ta vì admin thuê ca update bà po đầm miền ông pi nền vương đại viên score lắm bà tự oi ông có học sinh sinh bà đôi chỉ một bộ đại là mà gì bà chẳng viên pra resource nó cứ miền tự sự thực hiện nè bà viên pra resource nó cứ miền tự sự thực hiện bà cái hào ta resource efficiency ok tỏ ở lấy dân mơ bà tỏ tiết tại ta nâng static root bà miền bà tỏ chỉ mơ static root tiết chúng dương miền pi và phép static root nè bà pi và phép static root bà đây dương nâng pin đặt khơi nâng routine table là chạm kiếm ở show bằng hai nhà toa kia bà static root tí mối đó cứ static root từ cam mai vượt chẹt lẹ nà mùi ok static root từ cam mai vượt chẹt lẹ nà mùi hai mối tiệt cứ default static root bà default static root dương dương hao cắt play tha default root bà dương ai hao cắt clay tha default root đấy bà ai hao cắt clay tha default root bà nghe chiêng default static root ok ai hao cắt clay tha default root bà chắc dương miền pì hơi đầm bay bà có mod static root bà từ cam mai vừa đà mũi bà chắc để đó không biết từ pra comma này ip root đấy bà ip root no global configuration mode và bắt đầu bắt đầu ai network address và đại trì remote network đại dương trao ca cộng đồng tên nâng và bắt đầu bắt đầu bắt đầu ai subnet mask
hai đọc lia mũi đại IP bảo đảm tờ bật top rứa có exit interface bà ở tiêu hoa tha để đọc lia chơi lửa đảm tờ tìm phí bà tấm lọt start tích rút mà cầm remote network khẳng đảm tờ tìm mũi cứ network ấy mà đòi cao phí mà đòi không mấy chạy đọc chạy xuống chỉ mũi được xăm để mắt làm phải buồn chứng để đọc lia chơi bằng global mode IP rút bà gọi lia chơi đòi network cứ mà đòi cao phí mà đòi không mấy chạy đọc chạy xuống đọc lia vậy đi cứ sập nền mát bảo slam phơi buồn nó cứ pi đôi hà pram bảy đo chạy sớm hay đã IP bo router bật top rứa IC interface mà đã IP bo router bật top cứ đã IP nè mà serial số sa số sa số để đang tờ mùi nè cứ pi đôi muốn chạy mà đôi học pram chạy pi đôi chạy pi đôi phải pram hay mà đã IC interface cứ interface lại nè bo router thì pi nè thì họ thà chia serial số sa số sa số nhưng đại chẳng bao rứa co serial số sa số sa mùi chẳng bao hai điện thoại đi sầm co mùi tiền đấy mà chạm nhầm dây chọc và nó khác chạm nhầm hai điện thoại liền tinh là Cisco Packet Tracer đấy được kì start the root appear in routing table with code S chẳng ai đi cứ sầm co ói start the root mà bây giờ điện thoại liền pinet mở cái routing table mà khơi nhà so ai thì mốc bên đây tha remote network nó cứ riêng tam static root và riêng tam static root và đôi chân đoàn chương dân chứ statically learn root đấy và bên đây tham lâu từ cam remote network nó riêng tam static root ok hai default root mình đấy và default root vẫn cứ lầm non từ nâng default gateway lấy computer nào mùi và lầm non từ nâng default gateway lấy computer giống mình nè đó khi mà bị nứt mơ là root hiện này nhé và ta default gateway bằng PC one này chỉ IP đã nè chỉ IP chỉ cái bit số là số này đâu từ one mà đòi cà phê mà không bay chạy đọc chỉ mùi chân roll pair và crop pair đấy đại PC one tổng lệ tổng năng trên tâm bản đang càng cao đặt khác trong tay phải chun mà đào lấy default gateway address này cứ mà đào address này chỉ cái bit số là số này đâu từ one này chân address nó chỉ default gateway bóc PC1 và roll PC1 tổng đại tổng đại tổng bản đại hàng cao đại khác trở tại phải chút mà cao đồng ok đôi cái điện đại nhưng mà rao tờ vốn nhưng mà config default root mà cao bản đại hàng cao nế hàng rao tờ tỷ pì và chân roll pill đại rao tờ vốn và phải chút message tờ cam remote network nâng hàng rao tờ 2 trở tại phải chút mà cao đấy rao tờ 2 đại tranh pì ấy serial zone và zone và zone này chân biến đôi từ nâng default gateway này computer đặt khác theo khẳng cao tôi chung vào default gateway address router này đôi kia đá tôi phải để dựng vào default root đặt khác tôi một đài khẳng cao tôi phải chung chân tới và router một tổ và rưu có cho chân tìm luôn này để IC interface này chân ban cái tha viên lòng non từ nâng ấy default gateway nâng lưu computer và nâng lưu computer mà ở chia sẻ tới sẽ xem lên cùng khai tính tiền ngoài đang còn chăm sky mà ai ok sắp lưu trong giấy này lưu ấy này ok cái này cần ok phần này mấy bên phải chia xem lên cùng khai ok tỏ lời đi sang tới cho tiếp ok chân nè tao cái này mưa đấy đầm bay rip chom đi phô rút nằm ở router giống score cloud tờ cam là remote network nè ok chân này đọc đi cho mà global mode IP root đôi kia còn là tha remote tầng off remote network tầng off tăng đôi off score cứ xôn buồn đó hơi sắp đẹp mà off score xôn buồn đó đấy và tốt mối trên tam exit interface được IP bỏ router và tốt đôi static đấy hơi à so xong call bỏ default nè cứ a so app guys và a so some call bằng default cứ app guys tiết chân bạc chân bạc hai nhà tao kia chân nhà tao kia mơ ca có some call lên tỉnh bà bà nhà tao kia cho lơ router tìm mùi đấy mà ai phi rụt xôn một đón mà mai vương hot score lấy ta ngồi ấy ta ngồi rộp rồi rộp bòn rộp mơ này vương hàng internet mà lưu internet đấy ta ngồi này vương đọc chạy mùi chạy số hai cái tang ngoài nền vườn ấy đáp cho môi trường pi chạy sồn và chân sồn một đó nó tang ngoài remote nền vườn từ off hàng router tỷ pi
hay sau bữa đó một top tăng ơi ấy bà remote sắp này mà một top mà exit interface cái chân tam này serial số tập số tập số hay bà IP bà router một top cái IP này này interface này top cho bị router tìm pi từ router tìm mùi đường cứ pi rồi muốn chân mà rồi học tám chân pi rồi chân pi rồi mà phải buồn đấy ok tao lúc chấm ai đặt ở phần mềm tích chấm ban còn phịch về rồi rồi ở hết đấy nếu có chấm ai đặt ở phần mềm tích chấm ban còn phịch ở default root là router tìm mùi đấy để tao nên khơi nhỉ cho mở cái lọ bỏ mốt bản chân son buồn đóng ip root son buồn đóng đọc clear sắp đèn mặt son buồn đóng chấm pra ip bảo router bật toàn ip này chi cái bit son sắp mùi nhỉ cứ mà đòi cả mấy chạy đọc chạy đọc chạy pì mà chứng một cam thì một kháng đi còn có cả đấy đi dân miên tẩy muối á còn là tôi bay nè tôi nên miên pì bay buôn đọc một phây đòi nè hàng rào tơ thì pì nè đang ở pì rào tơ thì muối mới tranh mà tạm bà bà chùn mà đào ip bà rào tơ bà tỏ mó bà rào tơ thì pì hay rào tơ thì pì vì ai bà chùn bà tỏ chừng nào chứng là bay mơ routine table nè là bay mơ routine table bà bọc IP version 4 để nó kia cho mà privilege issue mode số IP root đấy ok chẳng để nó kia đừng khơi nhỉ và chẳng post static cứ ai cái chia sẻ chẳng post static cứ S để nó kia mở code static cứ S hay default cứ S ai cái nè ai cái default ai static ai cái nick hay nền đấy default chương này đọc nha khởi xôn buôn đoàn đi đầm mang ơi remote network để Oscar tặng ọ tất cả remote network để Oscar tặng ọ rất trời bị chung trên tam IP mà hả rào tè bật tỏ mà rồi cao bấy trên đọc trên đọc trên pì nế cứ IP mà hả rào tè bật tỏ hai bà nè tặng ọ khởi bà mơ static về giờ tì hò thà rào tè trên pì đi khiêm còn phải static root ở Oscar remote network bà cứ network hàng router tìm mối đi cứ network mà cao pí cho mà đòi học mấy cho đọc chạy sồn phải kiểm ao trên tam exit interface cứ chi cái bit sồn và sồn tỏ là kiểm cho tôi còn phải viện tính đấy năm bay và hai nhà tôi liền tính nhưng cho tôi còn lo bỏ một đấy rồi cả config chân IP root mà chân static root copy default root trong tha static root cứ cầm nát từ căn remote network chạy lẹ bà chân remote network chạy lẹ nè nó không đi một bước khác nè cứ network ấy mà đòi cao phí chạy mà đòi học tầm mấy chạy đọc chạy sồn hay sẽ làm phải bốn cứ sạp đèn mắt bây giờ hả prám chạy bây giờ prám chạy bây giờ prám chạy ấy sồn chạy tam mà đấy cứ trên ta mà để nó lên mưa chạy sợi này nhé dễ chơi lửa ấy để nó lên dễ chơi lửa router thì pí chân một cam thì bộ đây với hàng router thì muối trên đó nè chi cái bit số là muối đúng không mà IP vào router một toàn mà đòi cả mấy trạch đọc trạch mùi trước chân ta exit interface chi cái bit số là ấy mùi chân để nó lên ai số routine thì bỏ mới số IP root để nó lên khơi miên là số ấy là số ai mà tại đây khi muốn đăng kiểm config default á thì bắt đầu này đi after từ cam network remote tại mùi nữa after static phone default phone nó từ card pele và đổi sang đi kiểm trong bằng hai nhận đăng đi thả static cứ là sọ s đấy static cứ là sọ a chứ không từ cam network chạy lẹ nữa à mà rồi cà phê mà học bay cho chạy đọc cái số nữa à từ ta mày chi cái bit số là mùi mà còn ai chờ lắm nên học đi lúc default ấy mất rồi chẳng là bay lúc cứ no IP root mà kể zone buồn đón ta là remote network tầng off zone buồn đón tiết remote sắp nền mát mà anh ấy nhưng đặt ta IP bảo đảo tên một top cứ mà đòi cả bay để đọc lên lúc mà đi chênh mình mát chơi đọc chơi ấy mùi ok lắm nên đọc đi so IP root xa tiết nên nó này lại khơi miền default này như pra static nhé như cái static mà cứ mà cam thì một network hàng rào tờ tìm mùi nít cứ mà đòi cao phí mà không bây trình đọc trình sốt mà tranh ta mấy chi cái biết số sẽ làm mùi nhé như cái chân hàng đi như pra default hàng đi như pra static ở tí hoa tha
càng router thì pi miền này vừa rob roi rob pon ấy chẳng mất á chẳng để đọc đi vào default để bôi command á ok anh ấy riêng riêng tìm muốn là lên từ lên sẵn mọi chuyện làm này đi ok để đọc đi vào để bôi ấy mà vào để bôi command á với score remote này vừa từng ở càng router thì pi này ông command càng lấy miền tràn á ok hay dùng static vĩnh thì router TP mà remote network hàng router thì mùi vĩnh không cả mây đại miên tại mùi network bạn đi mà đừng có miên P network ấy nó như ai static tỏ ở đây mới bắt đầu tiếp ok chứ để đọc đi mà chạp vào đó mà bắt đầu tiếp nè mà để tâm nâng mà static root example và tì ho này cả config static root chẳng mấy chấm han tì ho hết và chẳng đâm bay config static root này đó đi và tray cho mà cần lọp vào một hay và về này đó đi config hết này đó đi ai verify root để đặt mưa thả ta vì trăm trâu đời vậy để giờ cập nạp ở đấy chẳng entering and verify static before root ok chẳng muốn đào static root chẳng first static before root một và chẳng static before root này thì ho cái cho nó lưu router thì mũi để đọc đi mơ dịch cho mà của nó một nó chẳng nhầm bởi dạy thông tích sửa mơ nên đọc đi khuyên cho mà của nó một IP root nhé dịch cho lưu router thì mũi đi nè chẳng remote network tưởng hàng router thì pi ở thì họ chạy sẽ ra dương miền pi đi con bởi dương miền bay miền buôn miền pram rưu phẩm man rồi cả đói nhé mà chẳng chẳng tăng đòi ấy xôn buồn đón đọc clear xong để mang xôn buồn đón đá đọc clear trên tâm mà bằng cái pra exit interface serial zone to zone to zone để đọc clear mới chạy sải cho lửa router tí mũi trên một căn thang này tại khác rồi trên tâm đừng đấy ok hai phần top đó để đọc clear ai verify ai truy phần đất mới lấy và so ip root và so ip root hai vấn đề đọc clear trong là mà chạm do tại p gateway đấy và để đọc clear ai pi slash begin gateway và chân vi phải hai chạm p bà kẹt về việc kẹt về thì bảo đấy thì chắc là tao không nhỉ mà ai cài xôn buồn đỏ đấy tăng ai thì mốt mệt vừa slash xôn đấy cứ sập đèn ma off score mà xôn buồn đỏ đấy mệt vừa anh trai off score được không slash xôn đấy sập đèn ma off score được không thì ai cài đi tăng ai thì phô lấy thì phô luôn chắc là cam thì mốt mệt vừa để off score được không cứ ta tam nè serial xôn ta xôn ta xôn thôi mình chấm ba nữa bà bằng hai nhé cái lớp chấm ba ok và hai mặt sáng ok up hai giá tiền đấy đừng đi nhân viên đại họ nên đó đi ai ok ba đã đánh bóng lớn đấy còn ơi đồ còn sâu chẳng lắm đấy chưa ban sâu vì muốn hại đấy nên đó đi khởi nhỉ cho đến tang ai nên remote network được gọi là score slash số đến tang ai sắp đẹp mà đây remote network được gọi là score trên tam ip bảo đảm tại một tổ hợp đồng cả đây và dưỡng đấy đấy hay nên đó đi khởi nhỉ và ADVS và cầm rắn tốc chất viết nè AD đi xa mà đừng mùi cái môn nhân bàn điên bị cầm rắn tốc chất này routing protocol nè đặt anh liên cầm đánh chít AD xa mà xôn static rừng ở default lúc AD xa mà mùi hai mà anh ấy metric bảo vệ nè metric bảo vệ cứ xôn ok metric bảo vệ ok mà tỏ ở lời dương mơ bà tỏ tiết mà để đọc nè add message nè bà tỏ đồng bày rất tệ và vô đường về cả tập bản đấy, ok, và chân đối ba bằng hai đường rút phim càng chơi đi, nè đó kia khơi nè, ok, và configuration of an IPv4 default static root on all one to the serial zone interface, chân cái ban config static chia sẻ cái ban config IPv4 default static root đấy nên lừa đảo từ vốn cầm nó plug mà can remote network hàng rào từ thu điện và man remote network cả đời mà hai chân ta mấy serial số ta số ta số ok chắc là số ai đôi giờ man số và hai luôn đó và có sập co là static root hai cái và default chắc app cái cho cái này mà cứ có sập co default root mà có sập co default root hai đặt ông đi chạm vào môi tiền mà notice that the root was chosen to be the gateway of last resort default root. Chứ default root trong trang ban kia chứ rơi chia gateway of last resort. Vậy chứ gateway of last resort. Gateway of last resort thì cái chứ chùm rơi trong cái đồng ca cộng đọc lâu tổ cầm
remote network person ba remote network nung ot mien na knong routing table te ba chang chat tok tha nung ot score okay chang ve meur knong ai gateway of la resort ba dai sa gateway of la resort nung prab tha ba san jeung ba riep chom do jeung ba riep chom di for room nung na nung prab tha to ka network ot score nung tau tam na okay khiem so nea knong meur sa tiet nung leu rao tau vot ne okay so hai hai ne nea knong khoe khoe ye gateway of la resort ba chúng mà căn network remote network đó là hot score số một đó này nè hot score chặt tập mà chặt tập thay remote network đó là hot score chúng gần đây ở lại resort đóng ban cầm nạp tham ấy tàu bị chun tàu tam ip mà đào tàu bắt đầu cứ mà đòi cả mấy chạy đốt pi nè nhưng chờ được nick tàu căn remote network đó là hot score bị chun trên mà ip mà đào tàu bắt đầu chúng mà đào nè mà đào chỉ cái biết số sáu mươi mà đào tàu tỷ pi đào tàu tỷ pi score remote network này score chúng ta đọc đi ở mở đấy ở tì hò PC form send message ao vậy server form bà chắc khi ông dây pi stop save save nữa khi ông dây pi là message mà bao stop tì bảy tầm nào ca để cáp nhá bị lừa cho cả chắc PC form chấp không có chấp nó miễn IP so chỉ bảo vía chạy đọc chạy pi mà rồi cả pi mà không vây chạy đọc chạy pi đấy IP destination chỉ bảo server này mà rồi chạy pi chạy đọc của mỗi chạy đọc chạy pi pi đây cái chấp tầm đấy nó mà đo interface thì bảo đảm thế router sai cái chọc cần đấy hay mà tạm giữ IP cool down router đừng ra khơi network cool down mà router đừng ra khơi network cool down để tôi phải chun chính nữa mà network cool down để tôi phải chun chính nữa cứ ấy mà rồi chật pí chật đọc của muối chật đọc chật sụt và chiếc router đừng khơi network cool down để tôi phải chun chính mà bây giờ mà đọc router vì sai cái chọc tần đầy đừng mơ tạm giá IP nó không có chọc tần đầy IP cơ đào nữa rào tớ đừng ra khơi network cơ đào và tốt màu rào tớ phí nất mơ cơ routing table mà ta miên network cơ đào nâng ọp ok chẳng để đọc mà mơ cơ routing table bỏ rào tớ vốn số IP ấy root nè đọc nên xâm lăng mơ nè ta miên network cơ đào mà đòi chất pi chạy đọc của mùi chạy đọc chạy sơn ọp ọp miên thế ọp miên chúng up miếng miếng đấy tha network cool down nó bị up score ok up miếng được bị score và miếng bị score tha từ cam đứng từ tạm mà chúng tới bên đất mới ấy kết với up la resort ok kết với up la resort nè từ cam network đó score tới bị chun chạy từ tạm ip nè cứ ip bao router bắt đầu bản chân bản default luôn đó nè cứ cái ai ha cái ai chơi luôn mà đôi miếng đi mà có sủng call chứ nè có sủng call root was chosen to be gateway of la resort chẳng default root đó cứ kê chữ rơ về chỉ gateway of la resort mà bên đây là chỉ chụm rơ chỉ chọn trên trong cao ấy về là dương up miền được nông routing cái bó là dân prap tha up score tôi tạm nè ok chẳng lại nữa không kiếm trong bởi chạy tha default root đó cứ chỉ gateway of la resort và cái chữ rơ về chỉ gateway of la resort đôi bàn bằng hai chứ đó tại sao mẹ vương mà đòi chất pi chạy đọc của mùi chạy đọc chạy sốt ở miền đồng routing table thế chân ghét về cho nó trên chân cao cứ bị chung chạy đọc được và đơn cứ tao bàn cầm đọc đòi default lấy default root nhà đọc đi khởi app cài chân default root chỉ đẹp cầm đọc và ghét về up la resort ghét về up la resort cho nó trên chân cao tên là up miền bà lúc đầu đôi thì bố dân cho trên chân coi pra biết thà và chung ta tạm ná biết được và chung trên ta tạm đánh nét ok bà chân khó khăn cho anh bài lệnh đó là đọc đi vô về tính nét bọc toàn lệnh đấy là mẹ xế nhé bọc toàn sạp đấy dây dây tất toàn được nhóm mấy ok khi mà chồng bà chân là bây khi ông dây chồng chạy ấy là đọc đi đó bọc toàn lệnh đó là mà toàn thấy ok ở đây ở quần đấy bọc toàn còn bọc toàn thấy nó xuyên à kì dương từ dạng hỏi đó là tha mình ban từ chất sắp bạc sắp bị rồi thế là vậy nhưng trong là giấy nó lại ban hà sắp bị rồi đấy đấy và dùng dây là chồng sọ cổ ấy chồng bỏ màu tới sọ đọc mọt bàn ấy thích khi em sẽ đài gầm làng khi giống này chân thật toàn này đó và à lỡ đó kì tỏ lời to tiền ok nhưng mà there are two static root configuration from O2 to reach to LAN on O1. Mình thấy thà
router thì pì nè, đập bay mà cam remote này với hàng router pì muối vậy nè, mà để miền pì lái này nè, cứ miền lái muối cứ mà đòi cao pì mà không bay chạy đọc chạy số này lái muối tiết cứ mà đòi cao pì mà không bay chạy đọc muối chạy sụn, mà nhưng ai pra star tới root pì bà chấm rồi, ok tí mới cái trên tab exit interface mà đấy cứ exit interface ok hai mới tiết trên tab IP và router bản tỏ mà chắc chấm rồi pì đứng này đó này ai pra môi na có bán với có pra tiền pì có ấy có bạn ok hai dương nâng box size lục ất mà pên này đó này đó mình điện tí pì mình điện tí pì dương dây pì star tại root bà dương nâng box size lục ất thả ta chấm rơi môi na và xa chiêng môi na không chấm nào chấm rơi tại pi này ok chân này đó đi ai cho mà global mode IP root mà start tại root cứ specific network để mà can network list rồi cả pi mà không bay chạy đọc chạy số slash một phẩy buồn list sắp đèn mắt pi rồi hạ pram bay đo chạy số trên ta mình xin interface nè pi router thì pi mà khai router thì mua để cho trên vì viên nè cứ ấy sở riêng số tọa số tọa số chấm rơi môi tiền mà nên đó đi vì đào tờ thì pi mà này vẫn chơi tập mùi chơi sôn khang đào tờ thì mùi đẹp để nên đọc này cưới chân cái ai mà tam IP bỏ đào tờ và tỏ ok cứ mà tam IP bỏ đào tờ thì mùi đẹp và hay mà tam bỏ đào tờ thì mùi đấy IP bỏ đào tờ và tốt nên đọc này mẹ chết là đáy đó nhất đại IP bỏ chi cái biết sôn là sôn rứ còn đại IP bỏ chi cái biết sôn là mùi ở thế đại IP bỏ router mà tốt đại top shop mà cắm router TP mà chứ nè cứ IP này ấy sở riêng số tọa số tọa số bằng đào tờ thì mua pro tha interface nó cứ to chuột đào to chỉ mua đào tờ thì ấy thì pì nhưng mới sầm nô pì để nè đó kia tờ chạm vào đó hay bị chạm là bé đấy sầm nô tí mùi with root box configure to use the exit interface tập lâu tập can thì một nét vướng na để dương pra exit interface đó nhưng này ta việc ca cầm đọc bao nhiêu đấy cứ network chạy đọc chạy ấy số đấy mà dương pra exit interface hay à chạy đọc môi chạy số đấy dương mẹ pra exit interface dương pra IP bằng router bằng đấy bằng tỏ số nô tí pi để nè tỏ đi tôi chạp vào will they send packet for this networks to the same router ta mà cô viên đừng nhà cái chọc tầm lấy tầm can network ở tầm nâng tầm can router tầm mùi ọp mà chạy sẽ đánh tới mình thay đẹp ọc đặt exit interface được cả IP bảo router mình tốt thì bê đề message trên vì computer PC 3, PC 4 mà cam này PC 1, PC 2 nè bê mà đo router 2 cứ bà chung trên tờ cam router đôi cái này cứ tờ cam router ấy vọn mà tụi bây đẹp ọc nè pra exit interface có bà chung trên bà cam tì tì đăng mốt mà đo router vọn đấy pra IP bỏ router một tốt có trên vì router thì pi mà cứ đo router ấy thì mùi chân mình tha tha nè tặng ngọt kia pra exit interface rồi có pra IP bỏ router một tốt vì cứ chun từ cam router tại mùi thì chân hai ba là dân miền pi cho mấy chùm rư còn ca cầm đọc star tên rút nè ai từ cam IP bỏ router một tốt rồi có exit interface tại sao exit interface nó có trên tới đo router một tốt nữa đấy hay IP bỏ router một tốt có trên tay bỏ router đôi tệ mà router một tốt nó đôi tệ kia tệ ok chẳng hai dân pra chấm rơ mùi na có ấy có bàn này đó rư có pra pi xong đi chẳng có ấy có bàn và tại sao dân miền pi remote này đấy đẹp vực đấy ok tỏ ở lời dân và to từ bà static mà mấy dân dây chỉ mua được IP version static root chỉ mua được IP version 4 ở lời dân static root chỉ mua được IP version 6 ở thì họ đấy mà chân lùm non được IP version 4 đấy lùm non được IP version 4 đấy và nhưng mà like IP version 4 static root a mà explicitly đấy config to reach specific remote network for example chân lùm non được IP version 4 đấy static root bằng IP version 6 có dương cầm đọc mà riêng cho mình từ căn ở network để nơi chúng ai chạy lẽ đài tí họ chứ sao lưu router thì bị để đó nên mà mơ IP version 6 để chia remote bỏ router thì bị này cứ mình để bị bỏ mũi cho chạy mà chạy bị xôn đi bị bỏ bấy chạy bị a c a d
bà chạy pi mũi chạy pi pi đó pi phân học buồn là kề hai mũi tiết pi bọn mũi chạy pi son đi bi bấm bay chạy pi a c a d chạy pi pi đó pi phân học buồn chứ nhưng còn mà ip vi sinh khó khăn vì ip vi phố trong tha bà start cái bỏ ip vi phố ở miền tham version này hay vi sinh ip ấy vi sinh root ok đã remote network mà cái IPv6 màu này ta gọi là được này mà cho một prefix nhé và to mò nông cảm này cái prime IP bò router bằng tỏ mà chân thứ IP bò serial so to so đầy router vốn này pi phần mới chân pi so db bằng mấy ok để nó liên kết so db bằng mấy chân pi acad ok chân pi mấy này ok chân pi pi đó mùi mà và to mò P router thì P mà can thì mô network mà khang router thì mùi đại chỉ IP version 6 này network này anh ấy kia pra exit in đấy exit interface cứ chênh ta mấy serial zone slash zone slash zone này router thì P này ok chân đôi cái điều tầm đơn ấy IP version 4 đại đấy ok đôi cái điều IP version 4 đại và được chiếm ba này bằng khai cho này chân này mà này ta đi ok đây chiếm pra default đấy nè mà default này tỏ lên nên nó khi mà mơ và tỏ tiếp nhưng miền ca có sống con mối và notice that one of these root use an exit interface while the other use an exit hop address chả pi nè anh ấy dân pra exit interface anh ấy dân pra IP bỏ router bỏ nấy mà IP bỏ router bằng tỏ nè ok bà ở lớp này tôi khi mà mơ default root bỏ IPv6 mình bà có lùm nón nâng default root này IPv4 này bà chứng IPv6 root ok chứng này tôi khi mơ dân cho mơ global configuration mode IPv6 root và tốt mà chết pp đo slash 0 và dương ban tiên thì IP version sẽ cháy nè và chân là chân PP đoàn lý cư dương tăng oi remote network tiền ở đại học score và tăng oi remote network tiền ở đại học score ok hai và slash zone này cứ tăng oi prefix mà prefix bỏ remote network tiền ở và tập tốt máu để đọc đi anh đặt IPv6 address là bỏ router bằng top và có đặt exit interface mà lấy router bỏ dưỡng năng hãy thưa nên là thưa nên global configuration mode và chắc là thì họ để đọc đi khuyên dân chơi từ cầm dân chơi lửa router thì bị chắc IPv6 root mà đọc clear chắc pp đo slash 0 tăng ở remote network bỏ IPv6 tăng ở chắc không có tham tiếp bỏ dưỡng nè chắc pp đo slash 0 đấy cứ tăng ở network nè network mùi nít hay là network mùi nè đa chia remote network này ấy router thì bị và tôi tốt máu cái chương trình exit interface và nó nít chương trình exit interface cứ chạy tâm nè serial zone và zone và zone chân mùi command đó nè router to scroll flow một căn remote network thằng pi khang router one là chia IP version ấy version 6 con tay được đọc nè chạm vào đó mùi unlike IPv4 static root copy IPv4 static there is no và mình đây thay admin và asterisk admin sẽ nhập cài hai cái admin ở gateway of la resort đồng bay có xong call nâng nâng routing table này ok để đọc đi ISO IPv6 root đồng bay bình đất mơ và tỏ lời mơ đấy để đọc đi mơ tích và để đọc đi mơ router tp nick trong ban config và default root IP version 6 mà can remote network hàng router tìm mới trong khi mà ISO routing table này đọc đi mới và trong số routing table bằng IPv6 cứ đặt đọc đi số IPv6 root đấy bà chương này nó khi em bị đặt mờ tịch thiết bất tư này nó khi em mình từ anh ấy không nhầm thưa là bay bằng hai nhà nó khi nhé thiết bất tư
Pì rau tờ tí pi mà cam thì một nét vương tài môi càng rau tờ tí muối nè đó kia mình cua phơ đi phô rút phong sta tinh rút phong hề nè phơ tài đi phô được sta tinh tài môi ba này đi phô được sta tinh và là nick học trong mình chạy ở chơi to mình điên dưỡng nè tha bà đi phô rút bóng IP version 6 nè vì ấp miền ấy sẽ nhạc cái hay ấp miền ấy gateway of la resort nó không routing table đại chẳng khi nhóm client nhận ọc này mình đăng tham mùi nà chi default mùi nà như sao tất chẳng khi nhóm thuê thằng P mà khi nhóm thuê thằng default phong thằng ấy static phong từ router TP này mà càng thì một đại vương tại mùi và là chạy sẵn tới ọc đâu thuê chẳng tì to là vậy khi nhóm giấy nà chạy sẵn tới mà đẹp ọc này pra default cứ default hơn mà pra static cứ static tới rồi sao mà càng thì một đại vương thay ấy tại mùi còn là tham phía bậc nhóm ít nhóm trong bằng hai nhận ọc này tha tem default tem static nâng cứ là so ai hết đối kia vì copy ấy vì copy IP version 4 đấy IP version 4 static S default cứ ai ấy ai bắt cài mà chân version của mỗi ở đây tem static tem default cứ ai hết đối kia chứ xung quanh mình xung quanh default cứ remote network này chạy tìm phí đoàn sẽ là sổn hai static xong con đòi bà remote network cứ chia IP network chạy lẻ IP network chạy lẻ nè ok tỏ lâu để tỏ niệm mới lừa đào tờ vòn đi nè để tỏ niệm khơi nè chứ là cao remote network off score tầng ọ nè anh ấy chấm thơ chấm pra default á ok chấm những đăng thà default để tỏ niệm khơi ai đó cứ ai hãy ai đó cứ ta gọi star tích tê chấm mấy cái những hao thà đang chia default rồi sao nhưng mà network address cô đào để chia thì bà à, chia sai network address bà chia thì một network address này cứ chết pi pi đo là sổ bà nó chặt tốc off score ok hay ai lại đi đến cứ man default đó đọc đi ai lại đi cứ star ấy static hát ấy mà thao static là đọc đi mơ này network cô đào chạy lẽ này remote network chạy lẽ này cứ nhân viên shop chỉ môi đằng IP version 6 mà IP network bằng version 6 chạy lẽ ok đây tranh tam là ok tranh tam ấy mà chi cái bit số là mùi anh ấy thực can thì một này nó còn score nick coi tranh tam ấy chi cái bit số là mùi đài phần là bài dương mơ nồng đài cái ham dương chạy sai nhưng chơi lừa đảo tờ thì pi thì một này vừa còn score cứ biên tại mùi đi tì chắc chưa phải chạy lại đâu mà sao tiếc á chấm đẹp đó đi up trâu thừa star tích phong thì phong phong tì nè ok up trâu thừa star tích phong thì phong phong tì cứ mà thừa thì phong còn thì phong mà mà từ static có static mà ạ thưa từng pi chẳng tì phần là vậy được chẳng thưa từng pi đứng toàn một cô nó chấm với này mà cô nó chấm trong phần vô đẹp đọc đìa thà mà nó lơ bà routing table bỏ IP version 6 mà admin ở Pakai hai cái admin gateway of la resort này đẹp đọc đìa khơi miền gateway of la resort này chẳng thưa mấy dương xong con thà remote network na riêng tam default root này IP version 6 nâng remote network na riêng tam static chẳng đẹp đọc niềm mơ chạy sẵn này nhé và sẵn là khơi remote network tăng đòi chạy PP đó này cứ anh ấy chỉ ấy default remote network cứ miền network chạy lẽ cứ ấy static nhé ok static bà chắc chấm ai lúc này với mùi chạy với mọi đẹp đọc này chẳng lắm á chẳng là mày lúc với chỗ mà có lo bò một với nó đấy ok đẹp đọc này IP ấy v6 no no đấy no bị mốc nằm bay lốp đó no ipv6 root ok đã đọc nick copy để mở và sân dương trong lộp để cháy nè ok ok hãy nhưng đã ấy tranh ta mày chi cái bí số là mùi ok chắc đẹp đọc nick số routing table ra tiền mất bỏ ipv6 nên học liên khơi nhưng lúc ấy lúc static bạc hay nó sao ta đi ấy đi phổ nè chẳng lại nó không chăm trong bình dạ ràng đi dừng tỉnh nè ok hay số IP bị xây dựng đi đâm bay bình đất mơ routing table này IP version 6 bạc hay đâm bay tay cái này kìm thị nè nè đọc đi IP nè ping bạc ping IP version 6 nà mùi mỏ tì ho lờ router one mà dương nè
mà những PIP và sản xuất bằng interface nào môi vía tầm bay đăng tha ta vì tầm la ca hấp đấy vì còn muối sạch pí mà mười dân học chậm đấy ti ho IP này nè pi còn mỗi chữ pi a b chữ pi a chữ pi b chữ pi pi đong mùi chữ pi a chữ pi b chữ pi pi đong mùi và trước đây ta liên khơi là bật phó như chụp chỉ đấy bà mình đây thay IP và sản xuất là lời interface nâng viên thư cài thì khơi xâm pram và hơi tổ tôn ban thành pram đấy và kể nên nó như cái sự nhà tiến đấy cứ sự nhà chụp chỉ đấy sắp xếp hết mà rồi phía rồi ok tỏ lời nhưng tỏ tiết chân khi mà toàn riêng trong config và ai start tới như đưa đi phô đưa tiền IP version 4 tiền IP version 6 là mấy bà hai nhận đọc lý đó là sao mê riêng tí pí dương đừng đi dây pí start tới như đưa đi chân chăm cho mê riêng tí pí khi mà mình thua chỉ sample chỉ cùng rưu mùi đấy bà chăm chăm thôi chỉ cùng rùa muối bà sầm ra hỏi nè tầng học ní bà đèn IP version 4 đèn IP version 6 bà từ lơ static hai đường default được đấy ok chắc chăm bao mình đi tìm chăm chăm thôi chỉ sample muối bà làm bài tập chỉ ở nè tầng học ní chỉ ai xa sầm ra bà xoay vô cái thẻ đấy tỏ lời nhưng có bao nhiêu thôi chọn nền tảng đá chương trăm đào nền điện tử pi chậm dừng thừa tại đó là coi dừng xoay nhiều pi sẽ nhà mới sân đấy được chương dừng và to tiếp bà cho đó là dynamic routing bà dynamic routing protocol ok chương đặc trưng ba là atibai clack clack rồi mà hơi đấy bà network này router thì mui thì mối đấy bà dừng miền pi và phép network ai miền mui được pi bà ai miến mũi được gặp pì chân à network để trâu thì miến nó cứ network để to shop để to bà cái hao tha directly connected network hai network mũi tiết để ai miến rứ có mình ai miến vì prai pro tơ tam đồng lâu ca chạy sài à nâng cái hao tha remote network chân như mơ và sân bà rau tơ vốn nè áp miến to một hàng rau tơ thu thể to đập pì nè ta rau tơ vốn miến remote network ấy áp miến nè ta network để top shop để top cứ tao để miền cứ network này mà nói cao phí chạy mà nói hồng mấy chạy đọc chạy sồn sạp phải muốn để top shop để top ta mày chia cái biết sồn sạp sồn hay network mới tiếp cứ ấy mà nói cao phí chạy mà nói hồng mấy chạy đọc mua chạy sồn và top shop để top chỉ mua đường router all vốn ta mày chia cái biết sồn sạp mùi chẳng đại khác network để top shop để top tao để miền còn là network remote tao tam đồng rau cà nè này bà sẽ tha bàn thì mùi và không đai cám nè dừng miên tên network để top shop đại tố dừng miên tên remote network chẳng xâm mô số tha ta network top shop đại tố router thì mùi score tam dạ bà ấy hay network để top shop mình tố nè để chia remote network nè ta router thì mùi score tam dạ ấy ok chẳng nên đừng tập cho đẹp to score ta mày giờ bà điện thoại đấy score ta mày bà nếu phê đại dương riếp trong interface thì môi bỏ vào ta đã IP tập tắt hay bạc phòn cho đi một bàn vượt về score ta mày cứ score ta routing protocol bà routing protocol hai routing protocol miền ấy cứ miền static mà hai nâng dynamic mà một nâng dương bàn sắc xa bị static hay sao tính đứng như mình ok để đọc nếu xua đánh đau khuôn ai nếu là mấy bà sao tính đứng như mình mà sao tính đứng cứ network administrator nè cầm nọt vì router tập can về một network mà tranh tạm nà tranh tạm ở IP này ông có một top rứ ảnh xin interface hay sao tính đứng với miền sao tính như rút hai nâng ấy default sao tính như rút sao tham phép nà của pra static sao tham phép nà của pra default chân nè đọc đi ở xoay như là nâng ok bạn dừng pra tới vì biên tử sơ tới sơ tập hiệp chân là nâng dừng mang được mặt hai hỏi tỏ ở lỡ dừng cho đó lấy dynamic routing bạn chân dynamic routing có chia phép protocol đài pra đầm bay ở router ai score remote network bị kia tụi mình tầm hỏi còn là tha copy ấy static mà dynamic cứ
network administrator mình men chỉ là cầm đọt ở router tha tàu cam remote network nâng tàu tàu tạm nà thì router vì riêng network tình kia tàu vinh tàu mò tam là dạ dynamic routing protocol tam là dạ dynamic routing protocol bà đại dương miền tràn bộ phê ok hơi chạm nè nhà nó không đi tới chạm mùi tiệt thà router riêng network tình kia tàu vinh tàu mò tam là dạ dynamic routing protocol nâng dynamic routing protocol nâng miền tràn chương bà miền tràn bạp nâng à ta thơ mình tàu bây vì riêng tình kia tàu vinh tàu mò bàn cứ trâu tại pra dynamic routing protocol đổi khnề bà router thì mùi pra rip router thì pi cơ pra rip bà router thì mùi pra eigp router thì pi cơ pra eigp ok bà pra ospf cơ pra ospf bà đổi khnề bà up copy mà nuôi dưỡng ấy nè bà nè tao khnề up copy mà nuôi dưỡng ấy bà up copy mà nuôi dưỡng giống mày mà nuôi dưỡng pi nè son tận nia khnề dưỡng khnề to tận pra phía xa đôi giấy đôi khnề đấy mà nè giấy kem ai mà nè giấy chấm dưỡng khnề đài áp dưỡng khnề thì chấm ra viên router tận pi đài pra đài nằm bên routing protocol nằm bên bà riêng nè với khnề tận bên tận máu chạm đấy tới tận pra đài nằm bên routing protocol đôi khnề to ở lâu đây to khnề mà mơ đài nằm bên routing scenario và tận tâm cao điểm trong đài dynamic routing protocol tận học niềm mơ message để kê cầm nắp mơ lừa router tìm mồi tỉnh máu hay mơ lừa router tìm pí vô lừa này nè kê và to pi ba còn sắp khắc như vậy tu tờ mày đi nè ta lời dân an thái bà router vô đi tận học niềm cười nhờ hello I am Ovon and I am using EIGP to let my neighbor know that I can reach the following network mà chẳng cái tha số số đây cái cứ router tìm mối hay router tìm mối nó cái prada nó mới routing protocol mối cứ EIGP mà chỉ protocol box Cisco mà cái prada EIGP đi đâm bay ấy đâm bay ở neighbor bọc kề nè nè na chỉ neighbor bọc ở bọc router cứ auto router đấy ở neighbor bọc kề nó ai mà bao network này router vọt này chẳng gì mà network bay nè cứ chỉ network để to shop router one đòi to router one score nó phải đáng nhưng đặt interface thật bay nó chỉ mua IP trầm tới bằng port chẳng tam dạ đại nó mới routing protocol EIGP router one được update bay network bảo viên nữa shop chỉ mua sắp để mát nữa mà ai router ấy ai router two mà ai router two ok chẳng sử dụng số tha ta router two từ tua giờ ca update bàn thế mà router two up bar in that ball chỉ mỗi EIGP ở tiêu hoa rao thứ in that ball mùi rịp up ai tự tu cho bán đi kì dây chân máu hay dương up chết chân tự tu cho bạn này và chân thấy bạn là trâu oi rao thơ thực tiếp ra đài để mấy routine protocol được kìa và đặc nông cả mấy dương rao thứ có pra EIGP đấy đấy chân để tập đi mơ message bì rao thứ hello all vọt đấy kì số lấy all vọt I'm all two and I'm also use EIGP chân kê cứ all two hay kê có pra EIGP đấy to let my neighbor know that I can reach. Ok, chẳng cái anh nhà ở neighbor ai mà đòi mẹ vượt bọc kia đẹp. Chẳng mẹ vượt bọc đào tờ tìm để vì score cho biến ít miền bà mẹ vượt cho serial sổ giả xôn hay mẹ vượt bì đi tiết hay đừng tạo internet đẹp. Ok, I'm also the default gateway to internet. Chẳng có viên miền cloud được internet. Chẳng viên đừng update ở vây để vì để chia vì score lắm nè để cho việc đứng tại ai đâu ấy đâu từ vọt trên tam giác ca update ở kia từ vinh từ máu nè nè từ kia sống kết kinh thất bệnh nè router từng tí cứ score network kia từ vinh từ máu đòi khuôn ảnh men dương network administrator nè cầm nọ tể và score tam ấy tam giác đài đã mấy routing protocol không cả mấy đấy dương lượng giờ EIGP EIGP ok chân anh ấy chia sinh nhan để nét đọc niệm trời chạm vào đó hay là lấy như mưa bật thèm đấy nét đọc niệm mưa bật thèm mà bài xây để kiện xây máu nó cứ sầm khán đó nè mà dynamic routing protocol are used by router to share information about the reach ability and status of remote network mà trước dynamic routing protocol đó trong ban pra đòi router đồng bay chạy đồng lại po đồng biến đồng pi là tập hiệp tới đó là network là nơi chứng ái
bà hơi nâng sát thân thiết đại tướng để nói ngay nâng bà sát thân thiết nâng như vậy mạnh nhé ok thì áp lực cần đo để cho bảo ok hơi rather than manual configuring static root dynamic routing protocol use network discovery to share information about the network that it knows about with other router that are using the same routing protocol bản chân việc copy static nhé static nhưng riêng trong bản toàn này chân đài nó mới ở đây mà router thì mỗi đường share bà con ở bên bị network ở kia từ bên từ mò tạm nhẹ routing protocol là phần trăm á để nó đi chạm vào đó đấy từ từ prai mà ai từ tôi cho ca chạy lên bà con ở bên kia từ bên từ mò bà nó to tại router từng pin nữa nè rồi router từng ở nữa nè prai the same routing protocol nè ok router automatically learn about remote network from other router chúng ta như vậy the same routing protocol đối với EIGP đối kia rồi gọi RIP đối kia rồi gọi OIPF đối kia router ở tận nước với ai riêng đấy bà remote network bà pi kia từ bên từ má đôi sway vào vọt ok this network and the base path to each are added to the routing table of router chứng network ở tận nước à bà một tổ pi vì riêng bàn thấy vì từ calculate ra flow là o bằng phật bà chứng flow là o bằng phật từ căn bản với o tận nấng từ bàn bình chồn đặt bình chồn từ nông routing table bà này router thì mùi này ok hai nhưng mà một tổ tiếp router have converged after they have finished changing and updating their routing table router then maintain the network in their routing table chúng ta bị router bị chập cả đọc đồ cả update và phần mềm ở kia tụi mình mở pin network hay bị ban để xa tốc độ nâng routing table riêng riêng luôn hay và cái hai thao bị convergence và bị router được off score network kia tụi mình mở và để xa tốc độ nâng routing table hay cái hai bị thao converge và converge đấy ok tỏ là dừng cho mà chụp một mùi tiết mà IPv4 routing protocol và chứng IPv4 routing protocol này mà dương bà xâm đào từ lơ bà ca enable dynamic routing protocol bà pra chìm môi đường IP version 4 mà chứng support IPv4 routing protocol bà vì support đằng IP dễ chỉ đúng mà vì support IPv4 có support IP và V6 có V8, V support và lấy dùng bắt đầu từ lưu IPvS version 4 nè, IP version 4 ok chúng đảm bay enable IP và V4 routing protocol nè và nó lưu router nào mới nè nó có đi từ chỗ mà và global configuration mode hay vài bịa mình chia router hay ai cho chỉ môi sinh nhà sửa bà đồng bày đồng thà bà tỏ bì router mất cái ai bà ấy tỏ là khi hỏi những bà khuyên mơ tích dịch châu mơ của global mode bà chứng ở chia sẻ ok router ok hai sinh nhà sửa chứng này tỏ khuyên khơi miên ạch lạc khơi miên BGP và Border Gateway Protocol và Border Gateway Protocol nó chia Dynamic Routing Protocol mỗi đại dương ai shop bì bà ISP mới và pi bản đai box tháp ban ISP mới từ căn bản đai lên tháp ban ISP mới tiền rồi bản ISP từ pi đó ai tận nẹt tận nẹt về bản đấy tạm nhẹ border gateway routing protocol EIGP enhanced interior gateway routing protocol bản chỉ protocol đại pra nâng nâng sự tháp ban mà mới ở router đó ai scroll remote network kia remote network kia từ bên từ màu hay chỉ protocol box Cisco bà bàn tay chỉ mùi bó router Cisco ấy và BGP ấy kêu open ok hơi OSP app open sorted path first chia đài nó mấy routing protocol mà bỏ open standard router nào bà của bàn đấy và room để router Cisco phòng đấy hay read con chân này đấy routing information protocol chứ nè đó kia từ chưa đài nó mấy routing protocol nào mùi mà read từng pi mà OSP app từng pi mà EIGP
AI chia P2P thì họ đã nói đi bà chân bà tôi mà bà kai mẹ đấy network hai vai network ai trái mà chân tam dạ ấy rít bia đừng update network để vi score đem của máy đã ở neighbor hai vi ai tôi cho ca update vì neighbor một bình này ở tại neighbor update chỉ mới rít đấy ok chân những toàn bằng hai ca configuration này xin chụp đầu tiên nhưng còn lại ở đây là cái vô bị cần sắp khác bao mê riêng bẹp con đừng mà đài là mình rút chính nước chăm dưng bằng hai sở rộng tài bằng đó ok bà chân này nó không mà an này message này là mấy có xong có đấy bà one of the major advantage of dynamic routing protocol over static root determine the new bypass if the initial pass become unusable mà mình đây mày nè mình đây mày ok mình đây thà con và giao cho con sầm bát sầm khăn bằng phần mũi nhé rồi bỏ dynamic routing protocol để lo chuyện static nữa mà cứ ca cầm nó flow lo bằng phần bà tập cầm này được cô đào đó còn cạn đây đang bà upload để bạn cầm nó tìm muốn nữa vì khôi vì tao ăn cả unusable bà ok và tí ho tha bị đau từ vọt đấy mà cam internet bà miên cha upload thì họ mà càng đẹp phong mà càng đẹp phong mà càng đẹp phong và đặt thà tao tạm đi lo một phần chân rút thính thế bó tục tè bà upload lo một phần để bắt đầu cạn đây upload lo một phần đi đau nè tí ho để lấy đi đau nè chân với ai cao cho nên tham mưu tạm đi rồi mà tạm đi mới đào lò một phần mà hai ca thưa nó cứ thưa đòi luôn ai admin dương này vừa admin chuyện này cầm nó đi bản chất nó viên lò chia người static static thì họ tha miền bay plau chẳng đài tại như cầm nó tha tập can internet lò một phần thì đào tờ vốn cứ tờ tạm đi phần tay mà sao là nó đào ta với ai tờ tạm đi rồi tờ tạm đi được luôn ai chứ à thì miền đâu ta tha tờ tạm nè để sao static cứ network admin cứ manual chúng bây giờ cloud đang mới đóng ta computer alternator internet bán đấy chỉ mới static bán bán này to là dương người reconfigure riêng trong là mấy thao người ta tạm đi rồi bảo tạm đi tay chỉ bước đài là mình viên được calculate flow là o và bấm hot mối tiếp và to bây giờ flow là o bấm hot mầm là mầm nó người ta bàn bảo đấy ok chứ nó cứ chỉ chuẩn bị là o chỉ chia static static ok và mối tiếp này đài nó mới routine protocol can adjust to topology changes without involving the network administrator mà mình nói tha đại nó mới được thiên protocol nó phải ai cài đầm râu từ lơ topology prior approval đấy đòi mình phải quan từ lưng network admin này bà ở tí ho tha miền network hàng router thì phí đi tham thầm mấy mùi bà số tha router thì mùi hay vì score network hàng router thì phí đi tham dạng đại nó mới cứ score ập trăm bạch administrator lại cầm nó thì bà chúng rồi topology cái price cứ vì score được luôn này tạm nhận đại mình routing protocol để sao biết tôi ban ca update thì router TP min network đi mui này down này ok router TP mui đang ở network đang down đấy đang biết tôi ban ca update thì router TP ấy bà TP bà tệ tăng đứng bà ca update clear được bình thường nào tại static với ai thấy chẳng bàn này chẳng static mình ai đang sẵn tham là phiền chạy sẽ đây bằng đá nhỉ đài nó mới cứ đằng thàn biết chạy sai đây bản đá như sao về miền ca update ở kia từ winter ấy từ bao tạm nhận đài để mấy routine protocol này ok hai bà nhưng mà Cisco router I support đài để mấy routine sản phẩm IP version 4 đúng EIGP bằng Cisco OSPF Open RIP Open hay để mấy config viết cho một loạt bộ router nhà số hay ai nhảy chưa được đài để mấy routine protocol là mùi đấy ok bà chứng xâm rạp mê riêng mà tì mỗi dương bà chọc bằng nâng hay phần này xong khác nè tóc này ai mơ được luôn ấy nhá chứng dương đừng cho đó là mê riêng tì pì nhá ok hay bà nữ mê riêng tì pì dương này dây pì start tình rút chăm dương miền ca chăm dương thua chìa bà config chìa cùng ru mùi xâm rạp nè tóc này nhá ok tóc ở lấy dương bà chọc mê riêng tì mùi ok tì tiết dương